Mỹ, Australia phát hiện ca nhiễm Omicron cộng đồng. Australia và hai bang Mỹ ghi nhận ca nhiễm Omicron không đi nước ngoài gần đây, cho thấy biến chủng này đã xuất hiện trong cộng đồng. Mỹ hôm nay cho báo ghi nhận 9 ca nhiễm biến chủng Omicron tại năm bang, trong đó hai trường hợp lây trong cộng đồng. Ca đầu tiên là một người đàn ông đã tiêm chủng đầy đủ ở bang Minnesota. Người này từng đến thành phố New York và dự một hội thảo, không di chuyển ra nước ngoài trong thời gian gần đây. Sở Y tế Hawaii xác nhận ca Omicron đầu tiên ở quần đảo này là một ca lây nhiễm cộng đồng tại đảo Oahu. Người này không có sử đi lại gần đây, từng mắc COVID-19 nhưng chưa tiêm vaccine. Australia hôm nay lần đầu ghi nhận ca nhiễm Omicron trong cộng đồng là một sinh viên ở thành phố Sydney, nhưng giới chức vẫn theo đuổi kế hoạch tái mở cửa nền kinh tế với hy vọng biến chủng này ít gây triệu chứng nặng hơn những chủng trước đó. Lây nhiễm virus luôn là mối lo ngại, nhưng chúng ta cần đặt nó trong bối cảnh chung. Chưa có thông tin rõ ràng liệu chủng virus này có gây nguy hiểm như các biến chủng trong quá khứ hay không. Giám đốc cơ quan tế bang New South Wales của Australia Brad Hazard nói khi giải thích lý do không đình chỉ kế hoạch tái mở cửa từng giai đoạn. Australia đã phát hiện 9 ca nhiễm biến chủng Omicron, trong đó 8 trường hợp ở bang New South Wales đông dân nhất cả nước. Một số bang đã siết chặt kiểm soát danh giới nội địa, nhưng chính phủ Australia vẫn tỏ ý không muốn tái áp đặt phong tỏa toàn diện. Các ứng phó cơ gian giúp Australia hạn chế đáng kể số ca nhiễm và tử vong do COVID-19, với tổng cộng hơn 212.000 ca nhiễm đã được ghi nhận, trong đó khoảng 2.000 người đã chết. Omicron xuất hiện lần đầu tại Botswana vào ngày 11 tháng 11, sau đó được Nam Phi phát hiện và công bố khi số ca nhiễm ở nước này tăng theo cấp số nhân chỉ trong vài tuần. Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, hôm 26 tháng 11 tuyên bố xếp biến chủng này vào danh sách đáng lo ngại. Hơn 20 quốc gia đã ghi nhận ca nhiễm biến chủng này, trong đó có nhiều nước châu Âu và châu Á. Giới khoa học toàn cầu đang tìm hiểu liệu biến chủng mới có đột biến đáng kể so với các chủng trước hay không, cũng như mức độ lây nhiễm, khả năng gây tử vong và né tránh miễn dịch.